Blazer kèm chân váy chưa bao giờ hạ nhiệt khi mùa thu đông tới, đúng không mọi người ấy? Thiết kế sang chảnh và tinh tế với chiếc áo blazer chất tuyết si dày dặn, cổ vest thanh lịch, tay lừng cực kỳ phù hợp mặc trong tiết trời mùa thu này nha. Áo có độ dài ngang lưng cực kỳ trẻ trung và trendy, mix cùng với một em chân váy xếp lin ngắn dáng xòe vô cùng nữ tính. Tông màu đen basic dễ mặc, nhàn nhã trang trí với những đường viền chữ màu trắng tăng sự cá tính và nổi bật. Với tổng thể sắc bộ màu đen như thế này, chị em chỉ cần chọn lên một áo crop top màu trắng và một đôi sandal cao gót trắng để tăng sự nổi bật và tương phản. Chất liệu tuyết si cao cấp của nhà Mega mặc lên rất cứng cáp và đứng form, dễ là ủi. Hàng cúc viền đá cao cấp xịn sò. Chân váy có kèm lớp lót quần lụa vô cùng cẩn thận, ly bản to và đều nha. Đa dạng phong cách hơn với những gợi ý mix đồ thú vị từ nhà Mega Fashion. Chân váy xếp ly dáng dài nữ tính, một chiếc quần suông xanh điệu hoặc tăng sự cá tính khi mix với quần short cổ rộng nha. Chân váy chữ A quốc dân hoàn toàn mix match dễ dàng với sơ mi trắng thanh lịch hay một chiếc áo phông đơn giản để đề cao sự thoải mái. Tất cả những sản phẩm em Hương dùng để mix match đều đang sẵn hàng tại Mega để phục vụ chị em đó nha. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mốc thiết kế thời trang mới nhất nha.